Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là chở quạt gió giật lạnh của xe DU Matiz 3, hay chúng ta thường gọi là Chevrolet Spark, từ đời 2010 đến 2014. Sản phẩm được sản xuất bởi công ty GM, tập đoàn trực thuộc GM tại Hàn Quốc, và được nhập khẩu phân phối bởi An Thái Auto. Đây chúng ta cùng nhìn sơ qua phía bên ngoài của vỏ hộp của sản phẩm này. Đây là GM này, đây là tem đội màu, hàng xịn. Đây, Korean này. Đây, mã sản phẩm. Em sẽ cùng mở ra cho anh em xem nhé. Đây. Đây chính là cái điện trợ quạt gió giàn lạnh Matiz 3. Đây là hàng xịn anh em nhé, đây là cao áp và hạ áp. Tức là ở cái chức năng của điện trở này thì là nó giúp bảo vệ quạt gió hoạt động đều và đóng ngắt khi mà bất chợt có dòng điện có xung đột đó. Đây chính là hàng xịn anh em nhìn này, trên cái phía phần trên của nó sẽ có một con trở này. Đó, anh em nhìn nhé. Đây, phần này là phần gang này. Đó, đây là phần đồng để tiếp dẫn điện trở này. Phần sắc điện của nó đấy. Cái này thì nó sẽ hơi ngược với cả i10 Grand Starex và Morning Sorento. Đây, riêng dòng này nó sẽ ngược hoàn toàn nhé. Đó. Thì vừa rồi là em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là chở quạt gió giàn lạnh của xe DU Matiz 3. Cảm ơn anh em đã cùng bớt chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ em theo số 0769086333, hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp.